Xin chào các bạn đã quay lại với buổi học chúng ta ngày hôm nay. Thì chúng ta buổi học ngày hôm nay sẽ có một cái bài tập rất là nho nhỏ và đơn giản thôi ha. Đó chính là bài tập hướng dẫn các bạn cách tạo mưa ha. Rồi cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới ha. Chúng ta sẽ cho nó là màu đen. Rồi cũng như những cái bài tập lần trước là mình đã hướng dẫn các bạn rồi đó, thì chúng ta sẽ nghiên cứu về bộ lọc filter của Photoshop ha. Thì chúng ta đã nghiên cứu được cái phần trên là blur, là distort ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua noise, chúng ta chọn là add noise ha. Để tạo mưa thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo những cái điểm hàn. Noise ở đây là giống như là khi mà mình xem tivi cũ á ha, nó bị nhiễu sóng á, thì chúng ta sẽ gọi là những đó là những hạt noise. Rồi, chúng ta sẽ gia giảm ha. Để tạo mưa ta sợ ít noise, chúng ta sẽ còn nhiều ha. Ở mao khoảng 4% ha. Rồi, chúng ta sẽ qua Image Adjustment T-Shot. Nó sẽ gia giảm cái level ở đây ha. Đó, và thấy những cái hạt mưa, những cái đốm. Chúng ta sẽ cho vừa đủ thôi, không cần nhiều lắm ha. Rồi, cũng là cái filter lần trước chúng ta học đó chính là blur. Cái hiệu ứng filter mà giúp ta cảm giác như là chiếc xe mô tô đang chạy rất là nhanh đó. Thì chúng ta sẽ chọn là filter blur, motion blur. Này ha, quan sát thấy không? Những giọt mưa chúng ta. Đây là xoay này các bạn ha. Xoay hướng mưa như thế nào ha, mưa bão, mưa phùn, mưa sao đó tùy các bạn ha. Thì chúng ta sẽ ok, chúng ta sẽ được những cái hạt mưa rơi ha. Nó sẽ tại vì chúng ta cảm giác là tự nhiên, vì khi chúng ta tạo noise thì sẽ có những cái hạt lớn, hạt nhỏ khác nhau, thì khi tạo hướng mưa kết quả nó rất là tự nhiên các bạn ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái mode màu, mode ha, một cái mode. Các bạn nhớ là cái mode nào mà khử màu đen lấy trắng không? Chính là mode stream ha. Khử đen lấy trắng. Thì chúng ta sẽ thấy những đường hạt mưa ở đây. Nếu hạt mưa chúng ta mờ không thấy rõ thì chúng ta sẽ cần Ctrl G nhân lớp lên ha. Càng nhân lớp thì hạt mưa chúng ta sẽ càng đậm hơn ha. Đó. Sau khi nhân là chúng ta sẽ gộp những cái lớp mưa này lại ha. Ctrl E. Chúng ta sẽ chọn là Mode Screen ha. Rồi chúng ta sẽ dùng cục tẩy ha, gom tẩy để xóa những cái hạt mưa này cho tự nhiên. Chúng ta sẽ giảm opacity xuống khoảng 30% ha. Rồi thay chúng ta dùng gom, chúng ta sẽ dùng mask, mặt nạ ha. Nhưng do đây chúng ta sẽ làm bài tập cơ bản thôi, chúng ta chỉ cần dùng gom cho nhanh ha. Mask nó có ưu điểm hơn là chúng ta phải phục hồi là những cái vùng mà chúng ta sẽ làm quá lố, chúng ta sẽ trù quá lố, chúng ta sẽ phục hồi được gương thì chúng ta sẽ phải chân xét thôi. Đó, chúng ta sẽ bôi tô những cái vùng để cho mưa chúng ta sẽ tự nhiên hơn. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ chọn những cái ảnh mẫu đó, nó sẽ tối tối xuống một chút xíu ha. Ảnh này chúng ta cũng hơi sáng, sẽ tối xuống một chút xíu để cảm giác là mưa nó sẽ tiêu đều hơn các bạn ha. Rồi. Chúng ta vừa tạo được hướng mưa ha, ảm đạm. Và thấy rất đơn giản đúng không? Rồi, mình sẽ nói thêm một cái noise nữa ha. Filter noise. Noise ở đây chúng ta là sẽ tạo hạt, nó sẽ ứng dụng cho những cái bức ảnh mà chúng ta muốn hiệu ứng nó sẽ cũ đi một chút xíu. Giống như là ảnh cũ, ảnh xưa nó bị theo thời gian nó sẽ bị hẹp như thế ha. Thì chúng ta sẽ có ví dụ như thế này. Đây là bức ảnh mới ha, chúng ta sẽ Ctrl O. Saturation nó sẽ giảm xuống để cho ảnh đó, chúng ta nó hơi cổ cổ chút xíu. Thì chúng ta sẽ chọn cái filter tạo hạt của chúng ta, filter noise, add noise vào. Chúng thấy rõ ràng khi chúng ta tăng cái amount lên thì bức hình của chúng ta nó sẽ chuyển sang trạng thái là gì bạn? Rất là phim tây, rất là cổ điển, rất là classic.
ha. Này ha, rất là đơn giản đúng không? Nồi ha, thì lưu ý là nó sẽ còn một số chức năng nữa, nhưng mà khi chúng ta dùng nồi nó sẽ dùng áp nồi nhiều hơn, hoặc là các bạn có thể dùng reduce nồi chẳng hạn ha. Các bạn có thể những cái phần này chúng ta có thể tự mày mò thêm ha. Photoshop chúng ta nó vừa dễ vừa khó. Nó dễ cho chúng ta là khi chúng ta biết tự mày mò ha. Tự mày mò chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn, chúng ta sẽ cảm thấy thích thú hơn. Nó khó là dành cho những cái bạn là chỉ làm theo khuôn khổ nào đó thôi. Thì khi mà mình ứng dụng những cái mới hơn thì chúng ta sẽ lại cần một cái video clip khác để hướng dẫn, thì vậy rất là khó. Cho đó là mình khuyên các bạn là nên tự tìm hiểu thêm ha, tự mò thêm, kết quả nó sẽ dễ hơn ha. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu sơ lược ha, nhưng mà chúng ta cũng nắm bắt được cái chức năng của nồi, filter nồi, bộ lọc nồi ha. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe một cái bài tập nho nhỏ nhưng mà rất thú vị nha. Bài tập nho nhỏ như con thỏ thôi nhưng mà rất là thú vị, và chúc các bạn khi xem clip này là sẽ cũng sẽ làm được như mình ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.